ở đầy đủ. Mình bán rẻ hơn chứ mình không đấu giá, bởi vì đấu giá là giá vô cùng. Trời ơi, nghe anh nói mà em mắc nhục giùm anh đó anh Tần Nguyễn. Cái viên kim cương của anh là cái loại đại trà mà còn nước ép nữa, mà đem đi đấu giá cái gì? Ai mà đem mấy cái viên nó đi đấu giá đâu anh? Trời ơi, ai mà khùng mà bỏ một số tiền ra đi đấu giá cái viên kim cương của anh? Viên kim cương của anh đã vô cửa hàng người ta mua đầy kìa. Mà viên kim cương của anh ở Việt Nam nó bán đầy sao nó mua, mà anh qua tới bên bên Mỹ anh mua gì vậy? Xa xôi gì vậy? Người ta đấu giá là người ta đi đấu giá mấy cái viên kim cương to hiếm kìa. Như viên kim cương của cô Hằng á, mấy viên kim cương đó người ta mới đi đấu giá, anh hiểu không? Còn viên kim cương của anh ai mà đi đấu giá là cái gì? Mà ai đâu mà mua, mà anh em đi đấu giá. Trời ơi, tao muốn mua tao vô cửa hàng tao mua viên kim cương mới chát kìa, tao không mua. Tự nhiên anh xài cho đã, giờ anh đem đi ra anh đòi anh bán đi đấu giá. Muốn đấu giá cũng không được đâu anh nha. Bán rẻ là thì cầu mai người ta mua, chứ nữa nó đi đấu giá viên của anh mà đấu giá cái gì anh ơi. Trời ơi, anh có vấn đề hả?